Cùng Bạn Đọc Sách xin chào các bạn và các em. Xin mời các bạn và các em cùng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Mật ngữ rừng xanh của tác giả Lê Hữu Nam. Chương 13. Tìm đến ngọn đồi u ám. Cách vị trí Miên đang ở khoảng 6 dặm về phía đông là ngôi nhà quen thuộc của mẹ con cậu, nơi nghe rõ tiếng thác đổ như giai điệu của một bản nhạc. Và hôm nay, hai người đàn ông đó lại tìm đến. Vào và Mao lại có dịp hóng hớt sau một ngày buồn thiu. Lần này họ đến với một đống giấy tờ mới có, cũ cũng có. Người chủ nhà đơn phương tiếp những vị khách với vẻ chán nản. Tuy nhiên, bà Liên khá vững tâm và cam đoan với họ rằng bà sẽ không để họ có thể gây xáo trộn tới cuộc sống mẹ con bà. Và người phụ nữ cũng nhắc nhở họ, đừng quên, đây chỉ là cuộc viếng thăm, không hơn không kém. Nhưng chủ đích lớn nhất của họ vẫn là lời khuyên bà không nên ký vào biên bản di dời. Hai anh quên chuyện vớ vẩn đó đi. Chị không thể vì quyền lợi của mình mà đẩy khu rừng vào những mối đe dọa hủy diệt được. Người đàn ông thấp bé tên Lê Việt nóng lòng nói. Ngay lập tức, ông nhận lại những lời hậm hực. Quyền lợi của mình? Anh nghĩ rằng anh có thể nói câu đó chỉ vì anh là bạn cũ của chồng tôi hay sao? Vậy các anh đã ở đâu khi chồng tôi cận kề cái chết? Trong lúc Lê Việt húng hắng ho, Brian vẫn lên tiếng. Ông cố gắng xoa dịu người đàn bà quá bụa bằng chất giọng trọ trẹ của mình. Brian không muốn chuyến trở lại Việt Nam lần này của mình phải gặp nhiều rắc rối hơn dự kiến. Và dẫu có như vậy thì ông cũng cần phải giải quyết một cách dứt khoát. Brian trình bày rõ hơn cho bà Liên hiểu về sự hủy hoại toàn bộ có thể xảy ra với khu rừng. Chỉ cần 1/10 diện tích bị hủy hoại thì cả khu rừng sẽ biến mất. Nhưng điều khó khăn ở đây là chúng tôi chưa thể đưa ra bằng chứng thuyết phục. Tôi không hiểu các anh đang nói gì cả. Chuyện chồng tôi suốt ngày vò tai vò đầu với các con vật đã là giới hạn cuối cùng của tôi. Anh nghĩ tôi có thể tin được chuyện khu rừng này hàng cây số vuông sẽ biến mất ư? Tôi biết chuyện này khó tin, nhưng hy vọng chị tin chúng tôi. Tin để mà làm gì? Để sau này không ai trong chúng ta phải ân hận. Tôi tin chồng chị đã chết trong sự thanh thản vì anh ấy đã làm những điều nên làm. Đó là cứu lấy thú rừng và cả khu rừng. Tại sao các anh bắt người ta phải tin là con người không nên và không được phép thay đổi tự nhiên vậy? Vì con người cố gắng làm điều đó bằng cách hủy hoại. Giờ đã đến lúc chúng ta không được để cho sự tham lam lấn át hành động vì lẽ phải nữa. Lý tưởng quá nhỉ? Gần như thế, đúng hơn là nghĩa vụ, bởi vì nó còn cứu lấy cả loài người chúng ta nữa, chị ạ. Trong phút chốc, bà Liên lưỡng lự. Bà nhìn thấy ở đôi mắt người đàn ông ngoại quốc một điều gì đó rất quen thuộc. Từ chiếc ba lô hiệu Nike, ông cẩn trọng lấy ra một tấm bản đồ bằng da thú cũ kỹ được gói ghém cẩn thận trong một chiếc túi làm bằng vải nỉ. Chị đã nhìn thấy vật tương tự như vậy rồi chứ? Bà Liên gật đầu xác nhận. Nó có liên quan gì sao? Lúc này ông Việt cũng rút ra một tấm tương tự. Bà chăm chú nhìn chúng hồi lâu. Đây là những tấm bản đồ cổ, một tấm vẽ phía đông cánh rừng, một tấm vẽ phía tây, và chồng chị giữ tấm vẽ phía bắc. Trong thời gian chúng tôi làm việc với nhau, cả ba đều muốn tìm ra tấm bản đồ thứ tư. Tuy nhiên, điều đó dường như là vô vọng. Tôi không hiểu các anh đang nói đến điều gì. Chị thấy những ký tự được khắc trên đó chứ? Nó là chữ viết của người Việt cổ, nhưng chúng tôi hiện chưa thể biết đích xác là loại chữ gì thuộc thời nào. Khi ghép 4 tấm lại với nhau, sẽ có một văn bản hoàn chỉnh về những khám phá liên quan đến điều mà chúng tôi đang nghiên cứu. Bà Liên toan lật tấm bản đồ thì bị giáo sư Brian ngăn lại. Đừng đụng vào, nó là một tấm bản đồ kỳ bí. Kỳ bí? Phải nói thế nào nhỉ? Ẩn chứa trong những mảnh da thú này là một nguồn năng lượng. Có thể khi ai đó chạm vào, nguồn năng lượng ấy sẽ phát ra. Nhưng đích xác hơn thì đó là linh hồn của những con thú bị bức hại đến chết. Chúng tôi tin rằng chúng chết dưới bàn tay con người, chứ không phải cái chết tự nhiên. Tôi không hiểu mình đang nghe phải những thứ gì từ các anh. Nhưng nếu là chồng tôi, chắc chắn anh ấy sẽ giúp các anh. Hai người đàn ông mỉm cười trước khi hỏi về tấm bản đồ thứ ba. Tôi đã không còn thấy nó từ ngày chồng tôi chết. Bà Liên trả lời chắc nịch. Có thể nào con trai chị đang giữ nó không? Tôi nghĩ là không, vì anh ấy chết quá đột ngột, không kịp trao lại thứ gì cho thằng nhỏ cả. Đó là câu trả lời mà Brian và Lê Việt không muốn nghe, nhưng họ vẫn đang chờ đợi một cuộc hẹn có liên quan đến vụ việc này. Cả hai hy vọng cuộc hẹn sẽ không chỉ vớt vát chút gì đó cho sự mất mát, mà còn phải là một mắt xích làm sáng tỏ mọi việc hơn, tấm bản đồ hướng Nam. Bước ra từ ngôi nhà gỗ bên mạn rừng giáp với con suối phía chân thác lớn, Brian cùng người anh đồng hao mang theo những suy tính làm sao có thể gây ảnh hưởng lên chính quyền thành phố về việc di rời và cả cái dự án du lịch kia. Những giờ còn lại của buổi sáng, cả hai ghé thăm các bậc lão làng để nhờ họ giúp đỡ. Tại đây, các vị lão làng rất tin vào câu chuyện của hai người, song họ cũng chẳng giúp gì được hơn cho Brian và Lê Việt cả. Một trong số đó nói, có một người có thể giúp được hai anh, nhưng tiếc là lão già ấy không tiếp ai ngoài lũ khỉ. Lũ mèo quái gở nữa chứ, một người khác xen vào, giọng trầm đục. Ai vậy? Có thể cho chúng tôi biết được không? Brian cất lời. Một lão già khó ưa nhưng uyên bác. Lão giống như một tu sĩ. Vị lão làng ban nãy trả lời. Lão ta có người cha cai quản đồn điền cho người Pháp. Bản thân lão cũng từng được qua Tây học. Sau đó lão ta về nước làm thầy giáo dạy chữ. Từ đó lão bắt đầu tìm tòi về các hệ chữ số của người Việt. Nhưng vì quá say đắm các con chữ nên lão sớm bị nhập. Giờ thì lão chỉ ở một mình và quanh năm đèn sách với cái bóng của mình, chả giúp ích gì được cho ai. Nhưng không thể phủ nhận là lão già ấy có trí tuệ uyên bác cực kỳ. Lão ấy ở đâu ạ? Ở mạn bắc khu rừng. Đã nói là lão ta không tiếp ai cả. Ngôi nhà của lão già ấy to lớn, nhưng quanh năm không có lấy một vãn khách, chỉ trừ mấy con khỉ láu cá cùng lũ mèo bặm trợn thôi. Có khó tìm không? Không khó, chỉ cần men theo những con đường mòn về phía bắc, nơi có những rặng thông và tùng bách mọc xen vào nhau như những hàng người trong chiến tranh. Cuối con đường mòn có một con dốc treo leo dẫn lên ngọn đồi, người ta gọi đó là ngọn đồi u ám. Trên ngọn đồi có tận 6 ngôi nhà, nhưng chỉ có một căn nhà có người ở, đó là nhà của lão ta. 5 ngôi nhà còn lại là của ai? Lê Việt tò mò hỏi. Của lão ta chứ ai? Lão ta từng là người rất giàu có mà. Lão xây chúng rồi để vậy chứ không tiếp đón ai. Trịnh trọng chào các vị lão làng, hai người đàn ông chạy xe lên phía bắc. Họ phải mất 1 giờ đồng hồ mới tìm thấy con đường mòn. So với các con đường dẫn vào khu nhà gỗ bên mạn rừng thì con đường này khó đi hơn rất nhiều. Nhưng may mà chưa vào mùa mưa nên chiếc xe chỉ cần khỏe và tay lái của Brian vẫn còn chắc là có thể băng qua được các đoạn đường lởm chởm đá cuội và những bụi rậm mọc chen chúc. Đi trên đường này, Lê Việt hầu như chỉ cúi gằm mặt chứ không dám nhìn ra ngoài, vì hai bên là vực thẳm kinh hoàng. Song con dốc dẫn lên khu đồi mới đáng gọi là tiến thoái lưỡng nan. Hai người đàn ông không còn cách nào khác ngoài cuốc bộ lên đồi. Brian lâu nay vẫn rèn luyện sức khỏe và thi thoảng có tham gia vào các hoạt động của những tổ chức thiên nhiên. Còn Lê Việt lại khác, ông đã mất đi bộ dẻo dai từ khi nhóm 3 người của họ không còn hoạt động nữa. Vì vậy, chặng đồi dốc đứng như thác này với ông là việc khó hơn cả đãi vàng. Nhưng nhờ vào sức lực của Brian, người luôn chìa tay ra để kéo Lê Việt vượt qua những mỏm đá trồi ra khỏi lòng đất. Cuối cùng, cả hai cũng đã đứng trước 6 ngôi nhà trông như những tòa lâu đài trên ngọn đồi u ám, nơi quanh năm sương mù bao phủ. Nhưng chưa kịp diện kiến chủ ngọn đồi thì bầy khỉ chừng hơn 20 con ùa ra từ tứ phía. Con nào con nấy to như loài vượn chúa trong các bộ phim của Hollywood. Những con khỉ lao thẳng vào hai người đàn ông mà không kiêng nể gì. Trong lúc cả người lẫn khỉ vật nhau giữa đám cỏ nhọ nồi thì một lão già từ trong nhà bước ra với chiếc gậy trong tay. Trên vai ông còn có một con chuột bạch. Sự xuất hiện lẫn dung mạo của ông lão vẫn chưa là gì so với cảnh 5 cánh cửa ở những ngôi nhà còn lại đồng loạt mở toang cùng với cánh cửa nơi ông lão đứng thấp thoáng, hệt như có một phép lạ nào đó tồn tại trên ngọn đồi này, trong những căn nhà vắng vẻ đến kỳ quái. Nhưng thực tế, trong mỗi ngôi nhà đều có một con mèo cai quản. Ngoài việc cai quản, chúng còn có nhiệm vụ phản xạ lại động tĩnh của chủ nhân, vốn đã thành vô điều kiện. Khi chủ nhân của chúng mở cánh cửa ở ngôi nhà chính, thì từ trong những ngôi nhà còn lại, chúng cũng đồng loạt mở cửa. Quả nhiên, các con vật của lão già ẩn giật này rất tài tình. Chúng rất thông minh, lanh lợi, kể cả những con khỉ cũng vậy. Khi thấy lão già xuất hiện, chúng tụ về một chỗ và vỗ tay đôm đốp như ra hiệu lệnh hết sức nghiêm trang, hệt như trốn công đường thời vua chúa. "Thưa ông có phải chủ nhân của ngọn đồi?" Brian hỏi. Ông già không nói gì và Brian tiếp tục hỏi thêm vài câu. Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng lẫn vẻ khó chịu. "Hãy giúp chúng tôi, khu rừng dưới kia đang bị đe dọa," Brian cầu khẩn. Ông già nhướng cặp mắt ẩn sau cặp kính dày cộm lên nhìn đăm đăm hai người lạ với vẻ mặt dò xét. Nhưng thoát chốc, ông lại bỏ vào trong như chưa hề nghe thấy câu nói đó. Xin cảm ơn các bạn và các em đã chú ý lắng nghe. Để theo dõi phần tiếp theo, mời các bạn và các em đăng ký kênh Cùng Bạn Đọc Sách nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.